ví dụ là sẽ kéo các đồ vật vào máy kiểm tra, xem đồ vật nào được hoặc không được mang lên máy bay. Mình sẽ thêm và tạo các đối tượng cần thiết. Đầu tiên, thêm hình nền cho bài giảng. Sau đó, thêm phim hình băng chuyền. Tiếp tục thêm phim hình đèn thông báo. Thêm các hình ảnh các đồ vật cần kiểm tra. Mình sẽ vẽ một vùng làm nơi để đồ vật vào. Mình vào vẽ, chọn vẽ vùng. Công cụ vẽ vùng này sẽ tạo ra một vùng để đánh dấu vị trí. Khi xem trước thì sẽ không hiện lên slide. Mình muốn khi kéo đồ vật vào vùng này thì đồ vật đó sẽ chuyển động trên băng chuyền. Nên mình sẽ vẽ thêm một đường dẫn, chọn vẽ đường dẫn. Đổi tên các đối tượng để dễ dàng chỉnh sửa. Vào bảng mở rộng rồi đổi tên. Sau khi đổi tên xong thì chúng ta vào bảng hoạt động. Thêm sự kiện khi slide tải lên xong. Thêm hiệu ứng hiện lên cho các đồ vật. Quét tất cả các đồ vật rồi bật ẩn khi bắt đầu. Sau đó, thêm hành động hiện dần cho từng đồ vật. Đây là hành động lựa chọn đối tượng trên slide. Ở đây thấy phải mất 4 hành động để hiện các đồ vật. Mình sẽ rút ngắn còn 1 hành động. Mình làm như sau. Đầu tiên mình qua tab lớp, sau đó chọn thêm lớp, đặt tên cho nhóm lớp. Kéo các đồ vật vào lớp mới tạo. Sau đó trở về tab sự kiện. Lúc này ta thêm hành động hiển thị hoặc ẩn lớp. Chọn lớp đồ vật và chọn hiện dần. Rồi bạn có thể xóa các hành động hiển thị trước đi. Chúng ta xem thử. Đầu tiên, bật tính năng có thể kéo thả. Tiếp tục, mình thêm sự kiện bắt đầu kéo đối tượng. Chọn thêm mới, lựa chọn đối tượng trên slide. Chọn lọ hóa chất rồi chọn sự kiện. Bắt đầu kéo đối tượng. Thêm hành động phát âm thanh và bắt đầu kéo. Thêm sự kiện và hành động này cho các đồ vật khác. Tiếp tục thêm sự kiện kết thúc kéo đối tượng cho lọ hóa chất. Ta thêm điều kiện giao nhau của đối tượng. Chọn vào dấu 3 chấm ở cuối sự kiện. Chọn thêm điều kiện. Chọn điều kiện đối tượng. Chọn lọ hóa chất. Chọn điều kiện giao nhau với đối tượng khác. Chọn vùng để đồ vật. Thêm hành động ở điều kiện này. Ta chọn lựa chọn đối tượng trên slide. Chọn lọ hóa chất. Chọn hành động chuyển động theo đường. Chỉnh thời gian chuyển động lên 3 giây. Sau đó thêm hành động phát phim hình băng chuyền lặp nhiều lần trong 1 giây. Thêm hành động trì hoãn 3 giây, rồi thêm hành động dừng phim hình. Cùng xem thử lại. Băng chuyền đã dừng đúng rồi, tuy nhiên thấy lọ hóa chất bị chuyển động đè lên trên máy. Mình chỉnh lại như sau. Đầu tiên, mở lại sự kiện. Chọn thêm hành động. Chọn lựa chọn đối tượng trên slide. Chọn lọ hóa chất. Chọn hành động thay đổi thứ tự đối tượng. Chọn đối tượng này và chọn xuống dưới một lớp. Sau đó chọn vào tab lớp. Chọn thêm một lớp lên trên cùng. Rồi kéo đối tượng băng chuyền 2 lên trên lớp mới tạo, đổi lại tên thành đèn báo cho dễ phân biệt. cùng xem thử lại. Khi kéo lọ hóa chất vào băng chuyền, chuyển động đã thật hơn rồi. Tương tự, thêm hành động này cho các đối tượng khác. Sử dụng nhân bản hành động để thêm hành động nhanh hơn. Tại sự kiện khi lọ hóa chất ngừng kéo, ta thêm điều kiện nếu không của điều kiện giao nhau ở trên. Lúc này, khi kéo đối tượng không giao với vùng để đồ vật thì ta thêm hành động trở về vị trí ban đầu. Thêm chút âm thanh chuyển động của băng chuyền. Tương tự áp dụng cho các đối tượng khác, sử dụng nhân bản sự kiện để thao tác nhanh hơn thay bằng đối tượng chiếc mũ. Nhưng ở đây chúng ta thấy, ở hai sự kiện với đối tượng lọ hóa chất và chiếc mũ, cả hai đều giống nhau ở các hành động như tắt âm thanh máy móc, phát phim hình băng chuyền, trì hoãn, rồi dừng phim hình và âm thanh. Nên ta sẽ gộp chung chúng vào bằng cách gửi tin nhắn. Đầu tiên, ta chọn vào thêm hành động, sau đó chọn hành động gửi tin, thêm tin nhắn, rồi đặt tên cho tin nhắn, rồi chọn cập nhật. Tiếp theo, ta thêm sự kiện khi nhận tin nhắn, rồi chọn tin nhắn vừa tạo. Bây giờ, kéo các hành động giống nhau vào sự kiện tin nhắn vừa tạo. Thêm cặp hành động tắt bật tương tác để khi băng chuyền chạy không kéo các đồ vật khác. Ở sự kiện ngừng kéo đối tượng chiếc mũ, ta xóa các hành động giống nhau đi và thay vào đó là thêm hành động gửi tin nhắn. Tương tự nhân bản sự kiện để thêm cho đối tượng quyển sách và con dao. Cùng xem thử. Mình muốn sau khi chạy xong thì khoảng 1 giây sau, đồ vật ấy sẽ ẩn đi. Ở mỗi sự kiện thêm hành động trì hoãn và hành động cho đối tượng ẩn dần. Sau khi thêm xong thì xem lại. Khi lọ hóa chất và con dao đi qua thì sẽ đổi đèn báo sang đỏ và phát còi cảnh báo. Còn khi cái mũ và quyển sách đi qua, máy sẽ phát ra âm thanh đúng và đèn báo chuyển sang xanh. Ta thấy lọ hóa chất và con dao đều chung các hành động là đèn chuyển đỏ và phát âm thanh còi báo động. Ta sẽ thêm gửi tin nhắn hành động sai. Rồi kéo ngay dưới hành động gửi tin nhắn băng chuyền. Sau đó, thêm sự kiện ghi nhận tin nhắn hành động sai. Thêm lần lượt các hành động phát âm thanh báo động và thêm hành động đổi trạng thái của đèn báo sang đỏ. thêm hành động gửi tin nhắn sai cho đối tượng con dao. Tương tự tin nhắn hành động sai, ta đặt tên là hành động đúng, thêm hành động gửi tin nhắn đúng cho đối tượng chiếc mũ. Sau khi thêm xong thì chúng ta cùng xem lại. Vậy là chúng ta biết thêm về hành động gửi tin. Với cách làm tương tự, bạn có thể áp dụng tạo ra các game khác nhau nhanh hơn, gọn hơn. Hãy sử dụng các hiệu ứng và tương tác để tạo ra các bài giảng thú vị. Edulive.